khoảnh khắc sợ chân khi được cầu hôn hóa ra là cảm xúc tức giận của Minh Tú. Là mình đang bị lừa. Tự nhiên mọi người bắt tôi đón nhận cái việc này. Các em nghĩ là cái việc đó các em làm là sẽ khiến cho chị vui và hạnh phúc, nhưng mà giờ chị không có vui. Hậu gật đầu đồng ý. Minh Tú đã có buổi combat căng cực với ekip khi dám lừa chị. Nhưng mà sau cái ngày hôm qua, buổi tối hôm qua có ai hỏi chị cái gì không? Có ai hỏi cảm giác chị sao không? Đón nhận cái buổi đó sao không? Chị là con người, em bắt chị phải đón nhận một cái việc đó vui, trong khi em đang đụng vào những cái đối với chị là không nên. Em thấy là thôi, sau cái này không làm nữa. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. Dân mạng bất ngờ đồng loạt quay lưng trước cảm xúc thái quá của Minh Tú. Và cái em đang hối hận nhất là em không kiểm soát được bản thân của em, và ngày hôm qua em lớn tiếng với mọi người. Cùng một cách cầu hôn nhưng Puka dễ chịu chấp nhận. Minh Tú ứng xử không tốt làm mất duyên qua đường. Series kể chuyện của Minh Tú tới nay vẫn đang được lên sóng và hầu hết vấn đề đều tập trung vào cuộc hôn nhân của chị đẹp. Tuy nhiên, nói dài thành nói dại. Minh Tú kể quá nhiều về hành trình lấy chồng, khiến netizen dần mất kiên nhẫn và cảm thấy nữ siêu mẫu đang lấy chuyện hôn nhân ra để câu fame. Đặc biệt, trong tập gần nhất, màn combat của cô với ekip đã khiến người xem cảm thấy khó chịu, mất hết cảm tình với Minh Tú. Còn nhớ, trước đó netizen đã không khỏi thích thú khi thấy gương mặt sự chân cứng đơ của Minh Tú lúc được ông xã cầu hôn bằng đồng hồ. Có vẻ cô đã rất ngạc nhiên về màn cầu hôn này và ai cũng nghĩ Minh Tú sau cảm xúc bất ngờ đó là trọn vẹn hạnh phúc, nhưng không. Có thể là Minh Tú thấy hạnh phúc vì nhận được lời cầu hôn, song trong vẻ mặt ở khoảnh khắc đó còn có sự tức giận của cô khi bị ekip lừa tới hiện trường rằng tới đó để làm việc. Trong video, Minh Tú đã thể hiện rõ rằng cô không hề thấy vui khi ekip làm điều này, dù cho những người trong ekip đều không nhận được một đồng nào từ sự kiện cầu hôn. Việc Minh Tú tức giận và nói ra những lời hơi nặng, làm tổn thương ekip của mình khiến các bạn rất buồn lòng. Khán giả xem xong cũng vô cùng giận Minh Tú, cho rằng cô đang có thái độ quá gay gắt. Cũng từ những trích đoạn này mà người xem cảm thấy chán nữ siêu mẫu hơn. Một bên cho rằng cô giận quá mất khôn, lặp lại câu chuyện giống Lan Khuê hồi xưa. Một bên lại nói Minh Tú đang kể lể quá nhiều về hành trình lấy chồng. Thực tế, đây không phải lần đầu nữ siêu mẫu chứng kiến cảnh nghệ sĩ được cầu hôn bất ngờ bằng lời nói dối tới để làm việc. Puka là sao nữ từng trải qua sự kiện đó, có cả Minh Tú chứng kiến, và cách bà xã Diên Tuấn kịp phản ứng với màn lừa lọc này rất dễ thương, khi tỏ ra bản thân thấy hạnh phúc, vui vẻ và không tính toán gì với lời nói dối của mọi người. Minh Tú thấy Puka như thế, vậy mà khi tới lượt bản thân lại sừng cổ lên như vậy.